Trời ơi, có bên sân nè. Thấy cái xe ướt mà lấy giấy đi lau rồi. Thấy mommy thường thường mỗi lần ướt rồi chạy lên lấy ngay các bạn để lấy giấy lau. Oh my god, giỏi quá. Giỏi quá, biết lau ngay chỗ ngồi để cho đừng ướt á. Giỏi quá ta. Con ướt kìa. Con ướt mà, con ướt nè. Con nhóc ở trên kìa. Lao mà con sẽ dơ. Cái đó đâu cần lao đâu, con lao chỗ ngồi được rồi. Con lao chỗ ngồi thôi. Trời ơi, chỉ nghe bàn tưởng nấu gì chạy, lấy gì lấy giấy lên lao. Giỏi quá trời luôn à. Để ý dữ lắm á. Nè, thôi láo trên đây được rồi, không láo dưới đó. Láo trên đây được rồi. Nè, láo trên đi. Nổ. Còn dơ, còn ướt nè. Còn ướt nè, sao không láo cho hết đi à. Con ướt mà. Nổ, còn chỗ ngồi con còn ướt kìa. Chỗ ngồi bên sân còn ướt mà. Nè, còn ướt nhóc chân kìa, không lau đi. Còn ướt nhóc hết trơn, thấy không? Đó, thấy không? Lau đi, lau cho sạch đi. Để lên ngồi ướt nhem á. Lau cái ghế kìa. Đây, chỗ chỗ con ngồi kìa. Đâu cần lau mấy chỗ đó đâu. Nè, ướt nhem rồi, thấy không? Nè, thấy không? Thôi, con lau đi. Xe của con mà con lau rồi, sao không kêu mommy lau? Nè, con lau ở đây nữa nè. Rồi lấy miếng khác đi, lấy cái khác đi. Thôi, bữa nay ở ngoài trời trời mưa đây. Coi, không có ra ngoài chơi được. Nổ, 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 còn ướt nhé mẹ.